Sau chuyến thăm ngày 19 tháng 3 năm 2023 của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới thành phố Mariupol, bị phía Nga kiểm soát từ tháng 5 năm 2022, nhiều quan chức Ukraine đã lên án thái độ mà họ gọi là trơ tráo của ông chủ Điện Kremlin. Tổng thống Putin thực hiện chuyến đi này ngay sau khi ông tới thăm bán đảo Crimea đã được Nga sáp nhập từ năm 2014. Sau đây là tường thuật của báo chí phương Tây về dư luận của Ukraine trước chuyến thăm của ông Putin. Chuyến thăm của ông Vladimir Putin tới Mariupol diễn ra vào sáng sớm hôm qua trước bình minh và sự kiện này đã gây ra những bình luận dữ dội ở Ukraine. Hội đồng thành phố Mariupol lưu vong đã tố cáo chuyến thăm thành phố cảng của Ukraine của cái gọi là tên tội phạm quốc tế Putin, rằng một chuyến thăm vào ban đêm có lẽ để không phải nhìn thấy vào ban ngày cái thành phố mà ông ta đã hủy diệt khi tuyên bố giải phóng. Ông Putin thực hiện chuyến thăm này vào ban đêm như một tên trộm. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine đã nhận xét như vậy vào cuối ngày và nói thêm, bóng tối cho phép ông chỉ nhìn thấy những gì ông muốn và nhất là không làm lộ rõ một thành phố gần như bị san bằng. Mikhail Podolyak, cố vấn của Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng tuyên bố, tội phạm luôn quay trở lại hiện trường vụ án. Ông Podolyak ghi nhận sự trơ tráo và không biết đến sự sám hối của người mà ông cho là phải chịu trách nhiệm trực tiếp về cái chết của hàng nghìn gia đình ở Mariupol. Lần đầu tiên kể từ sau ngày phát động chiến dịch quân sự đặc biệt, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bất ngờ đến thăm Mariupol, một thành phố cảng trước đây thuộc Ukraine, đã bị quân Nga kiểm soát từ tháng 5 năm 2022. Theo hãng thông tấn TASS của Nga, ông Vladimir Putin đã bay tới Mariupol bằng trực thăng, sau đó tự mình lái xe tham quan thành phố. Ông đã nói chuyện với người dân địa phương, đến thăm nhiều địa điểm và được báo cáo về công cuộc tái thiết thành phố đã bị tàn phá nặng nề vào năm 2022. Chuyến thị sát Mariupol, vùng đất mà Nga vừa sáp nhập vào năm ngoái, diễn ra sau khi ông có chuyến thăm tới bán đảo Crimea, một vùng lãnh thổ của Ukraine bị Nga kiểm soát và sáp nhập từ năm 2014. Động thái đi thăm vùng Crimea và Mariupol của Tổng thống Nga được cho là một cử chỉ nhạo báng hướng về phương Tây. Đúng một lúc, ông vừa bị Tòa án Hình sự Quốc tế ICC ban hành lệnh truy nã về các tội ác chiến tranh. Chuyến thăm này có thể được hiểu là một cử chỉ ủng hộ mạnh mẽ đối với bán đảo bị sáp nhập. Thật vậy, là người đã thực hiện liên tiếp nhiều chuyến công du trong những tuần lễ gần đây, sự kiện Tổng thống Nga đích thân tới Crimea diễn ra vào lúc bán đảo này ngày càng trở thành một vấn đề sống còn đối với Điện Kremlin. Lý do là tại Kiev, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp tục hứa với người dân của ông về việc sẽ chiếm lại toàn bộ bán đảo. Trong những tháng gần đây, nhiều sự cố an ninh khác nhau đã khuấy động bề ngoài yên tĩnh của nơi này, trong đó có các vụ tấn công bằng drone và nhiều vụ nổ khác nhau gần các địa điểm chiến lược, nổi bật nhất là cuộc tấn công phá hoại nhắm vào cầu Crimea hay còn gọi là cầu Kerch. Trong một cuộc họp về sự phát triển kinh tế của vùng Crimea ngày thứ Sáu, Tổng thống Vladimir Putin đã hứa làm mọi việc để loại bỏ mọi mối đe dọa. Tới nay, Moscow đã chi hàng tỷ đô la vào bán đảo vốn đã trở thành ưu tiên hàng đầu trước sự bất mãn của nhiều vùng khác ở Nga. Ông Putin cũng gọi sự thống nhất của Crimea với nước Nga là một lựa chọn lịch sử. Ngay sau đó, theo các hình ảnh được chính quyền công bố, ông Putin đã tự lái xe đến Crimea, điều đã khiến thống đốc vùng này phải thốt lên rằng ông Putin là một lãnh đạo đáng kinh ngạc và người rất biết cách gây bất ngờ. Sau đó, hai người đã cùng nhau đi đến thăm một trung tâm văn hóa mới ở Sevastopol. Cũng trong chuyến thăm, ông Putin có bài phát biểu gửi tới các công dân ở Crimea. Sau đây là nội dung bài phát biểu. Các công dân Crimea và Sevastopol kính mến, xin chào các đồng nghiệp. Chủ đề của cuộc họp hôm nay là sự phát triển kinh tế xã hội của Cộng hòa Crimea và Sevastopol. Chúng ta sẽ thảo luận về kết quả hoạt động của khu vực và các ưu tiên cho tương lai. Nhưng trước khi bắt đầu, tôi muốn gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến cư dân Crimea và Sevastopol, cũng như tất cả các công dân của đất nước chúng ta nhân ngày Crimea trở về với đất mẹ. 9 năm trước, người dân Crimea và Sevastopol đã đưa ra lựa chọn lịch sử cuối cùng và rõ ràng để trở thành một phần của đất nước rộng lớn và thống nhất của chúng ta một lần nữa và mãi mãi. Rõ ràng an ninh là ưu tiên hàng đầu của Crimea và Sevastopol, đặc biệt là hiện nay. Chúng ta sẽ cố gắng hết sức để ngăn chặn mọi mối đe dọa. Và tất nhiên, bất chấp mọi thách thức và khó khăn, chúng ta sẽ phải làm việc một cách nhất quán và có hệ thống để thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của Crimea và Sevastopol, thực hiện tất cả các kế hoạch của chúng ta nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân địa phương, tăng thu nhập gia đình và đầu tư, tăng tốc tiềm năng công nghiệp, nông nghiệp và du lịch của khu vực,
hỗ trợ khởi nghiệp và sáng kiến kinh doanh, tạo việc làm mới và thực hiện các dự án chuyên dụng để cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông và năng lượng, nhà ở và tiện ích, y tế, giáo dục và văn hóa. Chúng ta đã mở rộng các chương trình nhà nước về phát triển kinh tế xã hội của Cộng hòa Crimea và Sevastopol. Đây là nhiệm vụ chính trong công việc toàn diện này và kéo dài nó thêm 2 năm nữa cho đến năm 2027. Tổng số tiền tài trợ cho toàn bộ giai đoạn đã hết 1,6 nghìn tỷ rúp và chúng ta đã phân bổ hầu hết số tiền này, bao gồm hơn 116 tỷ rúp riêng trong năm 2022. Ngày nay, khoản đầu tư đó đã mang lại lợi nhuận hữu hình và thúc đẩy sự phát triển của khu vực. Tôi xin cảm ơn tất cả những người tham gia vào việc thực hiện chương trình quan trọng và có ý nghĩa này. Các đồng nghiệp của chúng ta từ chính phủ và các cơ quan liên quan, chính quyền khu vực, thành phố, doanh nghiệp và các nhóm của các công ty khác nhau, đặc biệt là đại diện của ngành xây dựng, cư dân địa phương và khách của Crimea và Sevastopol có cơ hội tận mắt chứng kiến thành quả lao động chăm chỉ và chuyên nghiệp của bạn. Trong những năm qua, hàng trăm công trình quan trọng trên nhiều lĩnh vực đã được hình thành và đưa vào khai thác, trong đó có các công trình hỗ trợ đầu mối cần thiết cho sự phát triển của toàn bộ hạ tầng giao thông bán đảo. Ý tôi là sân bay Simferopol, đường cao tốc Tavrida hiện đại và tất nhiên cả cây cầu Crimea. Việc khôi phục nó sau cuộc tấn công khủng bố vẫn tiếp tục và tôi tin tưởng rằng công việc này sẽ được hoàn thành đúng tiến độ. Nó đã mở cửa cho các phương tiện lưu thông và các tuyến đường sắt đang được sửa chữa. Tôi muốn yêu cầu bạn báo cáo riêng về điều này ngày hôm nay. Ngày nay, mạng lưới đường bộ đang phát triển tích cực, cơ sở hạ tầng tiện ích đang được cải thiện, việc xây dựng nhà ở đang được đẩy nhanh, các cơ sở thể thao, trường học và nhà trẻ đang mở cửa theo chương trình của nhà nước. Chỉ riêng năm 2022, việc xây dựng 9 cơ sở mầm non cho 1.630 địa điểm đã được hoàn thành và kế hoạch của năm nay bao gồm việc mở thêm khoảng 140 cơ sở mới khác nhau. Hôm nay chúng ta sẽ thảo luận xem công việc đang tiến triển như thế nào và những vấn đề gì và những dự án xây dựng cụ thể nào cần sự hỗ trợ, cần được giải quyết riêng. Tôi xin nhắc lại, chương trình của nhà nước tất nhiên là công cụ chính, chủ yếu để phát triển kinh tế xã hội, lập kế hoạch và đầu tư hiệu quả các quỹ công đáng kể. Đồng thời tôi đặt ra nhiệm vụ tăng đáng kể dòng vốn đầu tư tư nhân, tạo điều kiện thoải mái, thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp muốn làm việc tại Crimea và Sevastopol. Rất nhiều việc đã được thực hiện trong lĩnh vực này, khung pháp lý đang được cập nhật, các rào cản khác nhau và các yêu cầu quá mức đang được dỡ bỏ. Kết quả là hơn 250 dự án đầu tư với tổng số vốn đầu tư 450 tỷ rúp đang được triển khai tại Cộng hòa Crimea. Có khoảng 100 dự án khác ở Sevastopol trị giá hơn 217 tỷ rúp. Điều quan trọng là phải phát triển một cơ chế hợp tác công tư theo yêu cầu và cập nhật dưới hình thức một đặc khu kinh tế được tạo ra trên bán đảo. Theo kết quả công việc của mình, trong 8 năm, mỗi đồng rúp đầu tư, mỗi đồng rúp lợi ích do nhà nước cung cấp đã tăng 3 rúp. Tôi nhắc lại, với 1 rúp công quỹ, 3 rúp được sinh lời. Tính đến đầu năm nay, hơn 1.578 công ty đã đăng ký là cư dân, 85% trong số đó là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Và tất nhiên chúng ta cần tập trung mạnh vào phân khúc doanh nghiệp trong nước này và thường gặp gỡ các nhà đầu tư, giữ liên lạc với họ và đáp ứng các yêu cầu và đề xuất vì họ sẵn sàng làm việc trong điều kiện quá khó khăn do các hạn chế bên ngoài. Thưa các đồng nghiệp, 9 năm qua và đặc biệt là năm 2022 đã cho thấy rằng chúng ta có thể cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, đạt được những kết quả thực sự quan trọng, to lớn và tiến tới những mục tiêu mà chúng ta đã đặt ra. Và bạn luôn cần phải làm việc theo cách này vì mọi người đồng tâm hiệp lực như một đội. Điều này hoàn toàn áp dụng cho việc hỗ trợ sự phát triển của Crimea và Sevastopol. Tôi xin một lần nữa chúc mừng tất cả các cư dân Crimea và Sevastopol cũng như tất cả công dân của Liên bang Nga. Đây là một sự kiện trọng đại trong đời sống của đất nước. Tôi nghĩ rằng rất phù hợp khi hàng năm chúng ta chú ý đến điều này, bao gồm cả việc làm mọi thứ có thể để phát triển Crimea và Sevastopol, để hỗ trợ những người sống ở những vùng lãnh thổ lịch sử của Nga này và những người đã quyết định đoàn tụ với quê hương lịch sử của họ vào năm 2014. Tôi nhắc lại, đây là sự kiện quan trọng nhất và bây giờ cũng như những năm trước và trong giai đoạn tới, tất nhiên chúng tôi sẽ làm mọi cách vì sự phát triển của những vùng lãnh thổ này. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều và một lần nữa chúc mừng ngày lễ. Xin chúc cho những điều tốt đẹp nhất. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung trên tư liệu mở Unboxing File. Xin cảm ơn vì đã ủng hộ.